Malaysia thua đậm ở trận ra quân ASEAN Cup. Malaysia thua Jordan 0-4 ở lượt trận đầu bảng E ASEAN Cup 2023 hôm 15 tháng 1. Nằm ở bảng đấu có Hàn Quốc, Malaysia và Jordan hiểu rằng trận đấu giữa họ gần như định đoạt cơ hội đi tiếp của cả hai. Với 14 cầu thủ mang hai dòng máu hoặc nhập tịch, Malaysia tự tin là đội Đông Nam Á đầu tiên giành điểm tại ASEAN Cup 2023. Nhưng việc thủng lưới liên tiếp từ sớm khiến thầy trò Kim Pang-gon không tránh khỏi thảm bại trong lần đầu trở lại ASEAN Cup sau 16 năm. An Mahdi mừng cú đúp trong trận thắng Malaysia 4-0 trên sân An Yanuk, Qatar hôm 15 tháng 1. Jordan từng bị loại bởi Việt Nam. Một đại diện Đông Nam Á, ở vòng 1/8 kỳ ASEAN Cup kế trước. Vì thế, thầy trò Lao Sen Sin Amuta nhập cuộc không hề chủ quan trước Malaysia. Sự nghiêm túc đó sớm được cụ thể hóa bằng bàn thắng phút 12 khi Mahmoud An Mahdi tạo ra tuyệt phẩm cứa lòng mở tỷ số. Chưa kịp hoàn hồn sau bàn thua sớm, Malaysia tiếp tục thủng lưới chỉ sau đó 5 phút. Trung vệ Dion Kuntz phạm lỗi với An Naimat trong cấm địa và VAR can thiệp cho Jordan được hưởng penalty. Tiền đạo đang chơi bóng tại Pháp, Moussa Antamari không mắc sai lầm nào để nâng tỷ số lên 2-0. Phong độ cao từng thể hiện trong năm 2023 với 9 chiến thắng trong 14 trận không được Malaysia mang vào giải đấu lớn. Họ càng đá càng cống và thua thêm bàn thứ 3 ở phút 32. Mahmoud An Mahdi thoát xuống đáy biên, đi bóng qua cả thủ môn và dứt điểm vào góc hẹp giúp Jordan dẫn 3-0. Jordan chỉ thắng 2 trong 11 trận trước giải do phải gặp nhiều đội mạnh. Trước đối thủ kém 33 bậc như Malaysia, các học trò Amuta có dịp phô diễn sức mạnh. Chủ động làm chậm nhịp độ thi đấu trong hiệp 2, Jordan vẫn có thêm bàn khi Antamari hoàn tất cú đúp ở cuối trận bằng pha lốp bóng qua đầu thủ môn Sihian Hami. Malaysia thi đấu nỗ lực trong hiệp 2, dứt điểm trúng hướng cầu môn 3 lần nhưng không tìm được bàn danh dự. Trong cả trận, đại diện Đông Nam Á cầm bóng nhiều hơn đối thủ, nhưng đa phần là những đường chuyền qua lại ở giữa sân và bên ngoài cấm địa. Thua 0-4, hy vọng đi tiếp của Malaysia ở bảng E là rất nhỏ. Họ còn các trận gặp Bahrain ngày 20 tháng 1 và Hàn Quốc ngày 25 tháng 1. Thầy trò Kim Pang-gon bắt buộc phải thắng Bahrain và giành kết quả tốt nhất có thể trước Hàn Quốc. Jordan, với 3 điểm và hiệu số với 4, nhiều khả năng chỉ cần giành 1 điểm trong 2 trận còn lại để đi tiếp với tư cách nhì bảng hoặc đội thứ 3 xuất sắc. Đội hình xuất phát: Malaysia, Ahmad Sihian Hami, Dion Kuntz, Junior Elsan, Matthew Davis, Lawrence Corbinon, Stuart John Wilkin, Mohamed Afif Bin Fayel, Adrit Eman, Morans Ramirez, Genlock, Faisal Abdul Halim. Jordan, Yazid Abu Laila, Ehsan Haddad, Abdallah Nasib, Yazan Al Arab, Salem Al Ajalin, Mahmoud Al Radan, Anjin Rawada, Musa Suleiman, Ali Ayat Awan, Mahmoud Mahdi, Yazan Al Naimat.